xin chào cô. Dạ, con chào cô. Rồi, chào chị. Mời cô ngồi ạ. Chào chị ạ. Xin mời chị. Rất vui được chào đón gia đình mình đến tham gia chương trình. Xin mời cô giới thiệu về mình. Xin kính chào quý khán giả. Xin chào MC Huyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Tôi tên Nguyễn Thị Bé Ba, 66 tuổi, ở Vĩnh Long. Từ Vĩnh Long lên đây luôn. Dạ. Đây thì dâu tôi tên Lê Thị Như Phượng. Dạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Như Phượng, năm nay 37 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi ha? Dạ, em làm dâu của mẹ 15 năm. Wow. Bé lớn năm nay 14 tuổi, bé nhỏ năm nay 12 tuổi. Mừng luôn. Một chặng đường rất là dài, 15 năm có hai cháu rồi, lớn lắm rồi ha. Dạ. Cô ơi, cô nhớ là 15 năm trước đó, khi cô gặp cô con dâu này đó, cô có ấn tượng điều gì không? Tôi là gặp lần đầu với con dâu tôi đó thì tôi có ấn tượng là nó bé quá, không biết nó có chịu đựng làm dâu gia đình mình nổi không. Ủa, lúc đó bé lắm hả? Bị gì? Nó có 38kg à. Tướng thì cũng không được đô như bây giờ. Thấy nó bé vậy thì mình thấy cưng, nhưng mà chắc lẽ là mình cũng phải hơi cực với nó. Lo làm đâu không nổi đúng không? Này, lo không biết nó có chịu nổi với cái sự đai nghiến của mẹ chồng hay không. Trời đất ơi. sao mà lo kỳ vậy cô? Vậy chị ấn tượng điều gì ở bác? Lúc ông xã trở về thì thấy mẹ cũng hơi khó tính mà nghiêm. Dạ. Tại vì mẹ công tác ở phường đó rồi cũng biết đó, nói mẹ khó tính lắm nha, về làm dâu nổi không? Về làm dâu sao? Nó không đạt 100% theo cái đặc điều kiện của mình. Dạ, nấu cơm, nấu nước, rồi quét nhà, quét cửa, rồi giặt giũ quần áo, rồi nấu lo gia đình ông bà tốt không? Cái thời gian nó đi làm nhiều quá, đi làm nhiều hơn ở nhà. Do đó thì mẹ chồng mình làm lo, mình lo lại cho cô. Rồi tới cháu mình cũng lo cháy cho cháu luôn. Thành thử nên cái điều kiện mình đặt ra thì coi như để làm cái chuẩn. Đặt ra chơi vậy thôi. Làm cái chuẩn. Làm công việc gia đình thì nó cũng không đảm đang lắm đâu, nhưng mà mình phải chỉ dạy. Dạ. Từ từ. Nói nấu cơm rồi cho mẹ ăn thì cũng được, nhưng mà điều nó không ngon giống như ý mình muốn. Dạy lâu không thì con nấu ngon con? Thì cũng thời gian cũng vài ba tháng thì nó cũng biết từ từ rồi. Vậy thì những cái ngày đầu làm dâu mình có phải gặp khó khăn hay là bỡ ngỡ điều gì không? Sợ đủ thứ hết trơn luôn. Ngủ cũng không dám ngủ, tranh thủ tới giờ thức dậy. Đi đâu cũng tranh thủ về, sợ bị la. Sợ bị la, có bao giờ bị la chưa? Mẹ cũng ít có la, nhưng mà mẹ cũng hay nói, dặn, dạy bảo con cái. Chăm sóc con mẹ có dạy không? Dạ có, mẹ chăm sóc dâu, chăm sóc cháu kỹ lắm à. Hai đứa em sanh là mẹ chăm giống như con ruột vậy đó. Lo từng miếng ăn luôn. Dạ, rồi ở nhà hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì chị? Hai mẹ con hợp nhau nhiều lắm, ăn uống. Rồi quần áo có hợp không? Quần áo là không hợp. Không hợp. Không hợp hả? Dạ. Tay mẹ sao? Tay em sao? Tay của mẹ là giống như của mấy cô mà cán bộ hồi xưa vậy đó anh. Chuyện làm đẹp có hợp với mẹ không? Dạ không. Không luôn. Dạ mẹ một năm mới làm đẹp một lần, còn em thì ít tháng đi làm lần. Em làm mà em về em sơn móng xanh móng đỏ, mẹ nói đi chùi liền cho mẹ. Mẹ không cho sơn luôn? Dạ không cho sơn. Còn quần áo mặc sao? Mà đừng có ngắn đừng có hở là được. Có bao giờ mẹ la mặc dù mặc quần áo không? Dạ có, đi đám mà mặc quá ngắn á, mẹ hỏi bữa nay con ở chuồng đi đâu vậy. Không mấy đâu mẹ điện mới nói trời ơi vợ mẹ nói ở chuồng đi đâu vậy. Mặc váy ngắn cỡ nào mà mẹ nó ở chuồng? Không thì cũng ngắn cỡ đầu gối này nè. Đầu gối hả? Hồi sáng đi lên xe cái có bé đó nó mặc cái quần sọt xét này nè. Nó ngồi á, nó ngồi trước á, mẹ bé đó ở chuồng hơn con đó kìa. Tức là mình không quen hay sao cô? Bởi vì mình lớn tuổi rồi, sống của gia đình nông dân mà con thì nó cải tiến nhanh quá theo mặc cái tới đây mà. Ừ, nó đi đám đi tiệc thì mình hay nhắc nhở con à, mặc đồ cho nó kín đáo đàng hoàng. Quần tây, áo sơ mi hoặc là hoặc áo kiểu hoặc đồ bộ cũng được. Vừa nói thiệt mà cũng là nói chơi. Tức là theo cô là váy nó phải dài tới đây hả cô hả? Thì nó dài chút, ở này trên này thì thấy ra nó hơi ngắn. Tới đây là ngắn quá đúng không? Thì đúng rồi, tại vì chỏi cái mắt mình thấy nó không hợp. Dạ. Thôi chứ còn cái đó là không có xấu. Xẻ lên tới đây luôn á cô. Con thấy là các chị dâu cũng phải mặc ăn mặc hở hang, thoải mái một xíu. Để giống như là người ta nói là bí quyết giữ chồng á, thì cô thấy cái điều đó như thế nào? Cái đó thì nó khác hơn. Là cái đó là ở trong phạm vi trong gia đình.
Thì cái đó cô không cấm đón vấn đề đó. Ví dụ như có những công ty á, họ bắt nhân viên á phải mặc váy ngắn tới đây nè cô. Đúng rồi, có. Vậy thì sao cô? Cái đó là một cái quy định chung mà mình không có nói được. Dạ. Vậy rồi lúc em đi em công ty em có bắt vậy không? Có. Vậy rồi sao em mặc ở nhà em đi ra đường sao? Em có cái váy chống nắng em túm lại em đi tới chỗ. Thấy mẹ chồng túm lại xong ra ngoài đường mở ra. Tới chỗ cơ quan thì mở ra. Tới cơ quan mới mở ra. Tới cơ quan mới mở ra ha. Mẹ có để cho để tóc dài, tóc ngắn, tóc tém, uống tóc hay là nhuộm tóc này kia được không? Không, mẹ không cho nhuộm mà tại không nhuộm. Cô thích màu này không cô? Không, mẹ kêu em nhuộm lại hoài luôn. Tính tôi thì nó có mang cái tính truyền thống nhiều hơn. Dạ. Cha mẹ đẻ con, cha mẹ tóc đen, tóc bạc, con là tóc đen, đến già cũng bạc. Mà mình thì mình không muốn con mình, giao mình, cháu mình trong gia đình mất đi cái truyền thống của ông bà cha mẹ mình. Cũng giữ là cái truyền thống đó. Thì nó nhuộm tóc, nó không có thông qua ý kiến mình mà nó nhuộm đi vậy, mình thấy nó hơi chói mắt thì nó thật ra mà nói trong lòng là rất buồn, nhưng mà kêu gầy con dâu lúc này thì không biết nói làm sao. Ngày qua ngày rồi nói với thằng con trai của mình, mày nói làm sao chứ để vợ mày nó làm vậy sao tao thấy coi không có được. Bên nay nó đỡ nhiều rồi đó, nó cũng nghe lời. Màu khác đúng không? Nó mới đỡ. Thí dụ giờ lỡ nó nhuộm màu đỏ, màu hồng gì trên đầu rồi rủ chở mẹ đi này đi kia rồi sao? Bữa hổm mẹ nói chở mẹ về nội, cái mẹ nói con chở mẹ về nội nhưng mà con đi ra con nhuộm mái tóc lại cho mẹ nha. Dạ. Bà nội nha, 90 mấy tuổi rồi, nghe con nhỏ này nó nhuộm tóc đó là bà nội giận lắm. Thành thử mà đi về thăm bà nội thì phải nhuộm đen lại. Trời ơi, bà nội mà thấy tóc màu giống bà nội xỉu lắm á. Ừ. Thiệt á. Con dâu thì mình gầy, đến khi có cháu nội cái còn dữ. Cháu nội nó mua đen hơn nữa. Trời ơi, chết rồi. Rồi sao bà? Rồi bây giờ mấy bà gầy cha gầy mẹ nó chứ đâu có gầy nó. Cấm rất nhiều thứ thì em thấy áp lực không? Dạ cũng áp lực nhưng cũng quen rồi anh ơi. Cũng quen rồi đúng không? Dạ. Tôi tới ba con dâu rồi. Ở chung nhà không cô? Thời đầu tiên thì ba con dâu cứ về ở chung một nhà 3 năm. 3 năm thì hai con dâu kia mới ở riêng. Hai con dâu kia thì nó không có vấn đề gì hết trơn. Rồi có mình con gái này thì con dâu này thì nó hơi sửa sạn một tí. Thành thử nên nó hơi chói nhau. Thành ra mình hay gầy con này nhiều hơn. Nhưng con thấy sửa soạn là đẹp mà cô, đâu có gì xấu đâu cô. Đúng rồi, nhìn vô này ai cũng thích là đẹp. Dạ. Nhưng mà cái điều kiện hoàn cảnh, mình phải sống vào cái điều kiện hoàn cảnh gia đình của mình. Mình bỏ cái đồng tiền mà để chi phí cái này nó hao hụt. À, nó hao quá. Thay vì để đầu tư vô vấn đề nuôi dạy con. Ý dạy là dạy con là dạy như vậy đó. Dạ. Đã chứ thấy giờ á, tất cả phụ nữ á, thời A cộng á, 4.0 á, nhiệm vụ đầu tiên của họ là chăm sóc sức khỏe, nhiệm vụ thứ hai là làm đẹp. Bây giờ là phụ nữ làm đẹp là chính đó cô. Tùy theo cái điều kiện. Tùy theo điều kiện ha. Cái vấn đề mà chăm sóc con cháu nhà mình, hai mẹ con mình có hợp với nhau không chị? Chuyện chăm sóc con cháu chắc là bà khó hơn nhiều nữa. Con dâu á, nó chăm sóc con á thì nó đúng ra nó cũng chưa có kinh nghiệm. Dạ. Từ sinh ra cho tới tôi chăm tới thì thôi nôi luôn à, kỹ lưỡng lắm. Ăn uống cũng phải cẩn thận, mình phải chăm sóc. Bà nội chăm hết luôn. Rồi chăm sóc hết để lo cho con. Rồi kể cả nó sanh mổ mình cũng phải chăm cả mẹ lẫn con luôn để cho nó an toàn. Thằng con của mình nó chăm cũng được nhưng mà sợ nó làm không chu đáo. Từ chỗ đó mà mình phải hơi khó rồi hơi dè dặt rồi hơi kỹ lưỡng mà cũng hơi cực. Mình muốn cái gì nó cũng hoàn thiện, cái gì cũng tốt nên là cực bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà cô chưa hài lòng chị cái vấn đề làm đẹp á, thì còn điều gì mà cô chưa hài lòng ở chị nữa không? Không phải mình không muốn cho con mình làm đẹp đâu. Dạ. Nhưng mà hồi mình cưới nó thì thật ra nó cũng không có anh làm những cái này. Dạ. Thành ra tự nhiên cái gì mình thấy nó hơi chói mắt. Còn cái vấn đề mà giữa hai mẹ con mà có vấn đề gì mà gọi là mâu thuẫn á, thì nó không phải thuộc là mâu thuẫn mà thuộc về trách nhiệm. Dạ. Là mẹ phải dạy con. Nhưng mà mình dạy con nhiều quá có khi nó không nó giới nó không tới á, thì nó có cái vấn đề là đặt vấn đề áp lực. Theo cô thì cô dạy cho con dâu thì con dâu tiếp thu được khoảng bao nhiêu phần trăm? Theo 15 năm nay đó thì tôi nghĩ rằng con tôi đến giờ này nó trưởng thành đến 80% rồi. 80%. 15 năm mà vẫn còn 20% nữa. Đúng. Qua cái cách dạy dỗ mẹ chồng như thế mình cảm giác mình lớn lên không? Mình vững vàng hơn không? Dạ vững vàng hơn, kinh nghiệm hơn. Kinh nghiệm hơn luôn. Dạ. Có bao giờ mà mẹ làm khó mà em buồn quá em phải khóc không? Có chứ. Khó luôn hả? Lúc vậy, mẹ la rồi buồn khóc thôi chứ cũng không có nó giận. Nó không chịu nhận được cái đó là cái thiếu sót nên nó nói là mẹ vậy ép nó thành ra nó nói gì mình không được chứ cuối cùng ngồi khóc. Chứ còn nó chưa làm cho mình khóc lần nào. 15 năm chúng ta ở chung như thế, 15 năm ta va chạm như thế, 15 năm cũng có những nụ cười, thậm chí có những giọt nước mắt. 80%, chúng ta còn 20% nữa.
Hy vọng rằng từ đây tới suốt cái chặng đường còn lại mình sẽ hoàn thiện luôn, được không? Dạ được. À, được ha. Nhưng mà em cảm thấy chị có một cái điều gì đó bên trong mà chị không dám nói ra, giống như là chị ngại á, với lại chị sợ mẹ. Sợ. Sợ đúng không? 15 năm nhưng vẫn còn một khoảng cách nào đó nho nhỏ giữa em và mẹ chồng. Chúng ta cần xóa đi khoảng cách đó đi bằng cách là chia sẻ. Hôm nay chồng em có gửi cho gia đình một bức thư. Xin được gửi lời chào đến chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin cứ gửi đến mẹ kính yêu của con và gửi đến người vợ hiền của anh. Vợ à, vợ chồng mình từ ngày cưới nhau đã được 15 năm rồi. Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đều đã trải qua. Anh rất là cảm ơn em, một người vợ hiền đã cho anh những năm tháng hạnh phúc, cũng như là giúp anh vượt qua những sóng gió, những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh hai đứa con ngoan ngoãn và một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn nhiều lắm. Nhiều khi anh không nói được, hôm nay anh cố gắng nói điều đó. Có chuyện gì em cũng tha lỗi cho anh nhé. Thưa mẹ, con biết rằng trong những năm tháng qua, có những lúc vợ con nói chuyện với mẹ có khi thiếu suy nghĩ và nói thẳng là mẹ buồn, buồn nhiều lắm, mẹ không hài lòng. Nhưng tất cả đều được mẹ bỏ qua là vì mẹ thương vợ con, trẻ người dại dạ, đúng không mẹ? Một lần nữa con xin được cảm ơn mẹ đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm của vợ chồng con. Thương mẹ nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho mẹ và vợ có dịp chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống này. Con rất là thương mẹ và yêu vợ nhiều lắm. Đúng rồi. Tại sao em lại khóc? Có bao giờ chồng nói với em những điều này chưa? Dạ chưa. Thằng con trai tôi nó viết cái thư này, nó nói tôi cũng thấy rằng con tôi nó đã lớn rồi và nó hiểu được thế nào là cuộc sống và tình thương. Nó hiểu được mẹ nó như vậy thì cũng đã tốt rồi. Nó hiểu được vợ nó vậy tốt rồi. Con thích nhất câu này nè cô. Con người ta chỉ sống và biết được nhau trong một kiếp người. Và con yêu lắm hai người phụ nữ của đời con. Câu này hay lắm. Đúng rồi, nó lớn lên rồi đó. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay chúng ta đã có dịp để chia sẻ câu chuyện này. Và những góc của cuộc sống bắt đầu mở ra. Còn 20% chúng ta sẽ hoàn thiện làm sao cho tốt hơn. Cô có muốn con dâu thay đổi điều gì nữa không? Tôi muốn con dâu tôi nó thay đổi thêm một cái chuyện nữa. Dạ. Là nó phải tìm hiểu sâu về người mẹ này nhiều hơn. Để nó hiểu ra được cái sự mà chia sẻ với nhau cho nó thấu tình đoạt lý. Tôi cũng muốn con dâu mình nó cũng thay đổi lại, là bây giờ nó cũng còn con cái, tập trung lo cho cuộc sống. Còn không biết chị, hôm nay chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Con thì mong cho mẹ được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi với con cháu. Mẹ nói câu này rất hay đó. Dành thời gian để tìm hiểu người phụ nữ này thêm chút xíu đi. Nói nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa, đúng không cô? Chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Yeah. Chúc gia đình em mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Dạ. Xin gửi cô một kỷ niệm để nhớ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Nhớ Quyền Linh với Lê Lộc nha. Rồi, dạ. Ôm nhau một cái nè. Ôm chặt vô. Đó, trời ơi, mẹ chồng hung hung lại mẹ chồng đi. Đó. Thương cho lắm rồi, nói vậy cho thương. Thương lắm á, nha. Chương trình cũng còn dành tặng phần quà cho cô, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Tặng cho gia đình mình một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Dạ. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Dạ, xin chào cô. Dạ, cảm ơn cô. Chào em.